Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Cái thằng cháu này, nó cho chú nhảy trên nóc xưởng rồi. Cháu số 4 ơi, cháu có nghe thấy chú nói gì không vậy? Chẳng nghe thấy cái đéo gì đâu. Ô, cháu nghe thấy chú nói rồi hả? Có khi ông còn là cháu tôi ấy. Ô, cháu sinh năm bao nhiêu? Cháu sinh năm 10. Ồ, cháu sinh năm 10 hả? Chú sinh năm 60 cháu ạ. Sao mà các cháu lại nhảy hết lên trên này vậy? Nhảy để đấm nhau. Đấm nhau á hả? Nhưng mà chú có thấy ai đâu. Làm sao mà đấm nhau được hả cháu? Không thấy ai thì nhảy xuống thôi. Ô, không thấy ai bây giờ nhảy xuống chết rồi sao hả cháu? Ô, các cháu chơi game hay nhỉ? Thế mình cứ ở trên này thôi hả cháu? Không hay. Chơi không hay thì chơi làm gì? Cháu nhảy xuống rồi. Ô, cháu ơi. Ô, chú cũng vừa nhảy xuống này. Nhưng mà chú còn nhiều máu cơ cháu. Ô, cháu nào bị bắn vậy? Đây rồi, các cháu ơi. Chú vẫn đang còn 150 máu nhá. Đi ra, đi ra. Ô, các cháu làm gì vậy? Bên dưới có người hả? Đây, để chú xuống chơi với cháu này. Úi dồi ôi, có người đã bắn cháu. Có người đã bắn chú rồi cháu ạ. Có như thật. Ô, cứu chú. Cứu chú các cháu ơi. Chú đang hết máu rồi. Có mấy cái thằng danh con nó cứ bắn chú. Ô các cháu ơi, ở trên này có cái thằng danh con, nó cứ bắn chú này các cháu ơi. Cứu chú với. Chú sắp chết rồi cháu ạ. Nó cứ bắn chú này. Ô, có người. Ủa? Chú nói ít thôi. Ô, sao cháu lại bảo chú nói ít thôi? Chú bị chết rồi đây này. Chú bị chết rồi đây này cháu này. Kết bạn với cháu đi. Kết bạn với cháu hả? Kết bạn với cháu thì nhấn nút nào cháu ơi? Chú không có thấy cái nút kết bạn ở đâu. Kết bạn với cháu ấy. Nhưng mà cái nút kết bạn ở đâu cơ cháu? Kết bạn là cái chỗ kết bạn. Kết bạn nó ở chỗ nào? Chú không biết cháu ạ. Không biết cháu ơi. Không biết kết bạn mà cũng đã chơi game. Thì chú mượn cái điện thoại của thằng cháu, chú chơi game thôi à? Chứ chú có biết cái gì đâu. Sao chú chơi được? Thì chú nhấn lung tung ấy mà. Thế chú chơi ạ? Thế chú tải cho làm gì? Chú có tải đâu. Chú mượn điện thoại của thằng cháu, chú chơi game thôi. Thế thằng cháu nó hay chơi. Chơi lung tung mà chơi giỏi. Biết đấy. Sao ông ngày nào cũng đứng trên đấy ấy? Ô, chú có làm gì đâu hả cháu? Chú có biết chơi đâu. Chú còn chết rồi đây này. Sao chú có 100 máu? Đâu, chú chết rồi cháu ạ. Đây là cái bạn số số 4. Ơ, kết bạn với cháu đấy. Đây là cháu số 4 cháu đang chơi hả? Chú là chú chết rồi cháu ơi. Tại vì là ông dùng điện thoại đen trắng, không có chơi được game, nên là ông mượn điện thoại của thằng cháu, ông chơi game thôi. Ông có biết mấy bận bài lớp mấy tháng? Ô, thế cháu học lớp mấy rồi cháu? Cháu học lớp 4. Cháu học lớp 4 rồi hả?
Ô bây giờ trẻ con nó hay chơi game nhỉ cháu nhỉ? Ô chú có biết Blackpink là nhóm nào không? Chú có biết Blackpink là nhóm nào không á? Chú chẳng biết Blackpink là nhóm nào. Chú là chú chỉ biết, chú chỉ biết cái đứa cháu Đàm Vĩnh Hưng thôi cháu ạ. Chú không biết Blackpink là nhóm nào. Ô Khá Bảnh á, cái thằng mà hay nhảy nhảy, uốn éo ngủa nguậy đấy hả cháu? Thế ông có biết mấy cái bọn BTS không? Ô, ông có biết BTS không hả? BTS là cái gì cháu? Cháu nói cho chú nghe với. Chú không biết BTS là cái gì? BTS là mấy cái bọn trộm chó hả? Ô, chú tưởng là cái bọn trộm chó là cái bọn hay đi Exciter trộm chó chứ. Sao BTS lại là cái bọn trộm chó? Ô ông đây. Cháu cứ nói đi, ông nghe này. Ông chơi này, ông bọn ông chơi làm gì? Muốn tại sao đây? Ô, cháu nói cái gì vậy? Cháu nói cái cháu nói về cái thằng Đức Anh đấy. Thằng Đức Anh ngày nào chơi. Cháu nói cái gì đấy cháu? Ô ông đây, các cháu gọi ông có gì đấy hả? Ồ, thế là cái đứa cháu bên cạnh nó bị dở hả cháu? Ông kết bạn với cháu được không? Ông không biết nhấn vào cái nút kết bạn ở đâu cháu ạ? Kết bạn ở cái chỗ người người. Cái chỗ người người á? Ông chẳng thấy cái chỗ nào người người cả. Ông thấy là có cái đứa, ông thấy có cái đứa xanh xanh, xanh xanh nó đang chạy đây này. Đứa thằng này chết. Sao rồi? Ồ. Thấy cái dấu cộng, xong rồi bấm. Ô ra thấy dấu cộng, xong là bấm hả cháu? Đây là ông thấy là có cái thằng xanh xanh nó cứ chạy này. Thế các cháu có nhìn thấy cái thằng xanh xanh nó chạy không các cháu ơi? Ơ thằng này chết xong rồi. Thằng này chết á hả? Cộng một phát ba thằng luôn. Ồ, tức là đợi cái thằng này chết xong là chú nhấn vào mấy cái dấu cộng nhỉ? Có phải không cháu? Cháu là cái khác cháu. Ồ, có mỗi cháu thôi hả? Chú tưởng là cháu thôi. Ồ, chú tưởng là có mấy thằng cháu cơ. Thôi thế bây giờ cũng muộn rồi. Thế bây giờ là chú đi ngủ thôi. Chứ muộn rồi. Chú đi ngủ thôi, chú buồn ngủ lắm. Các cháu cứ chơi game đi nhá. Bye bye các cháu nha. Bye bye các cháu nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.